chuyện chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng. Một chiếc đầu máy xe lửa đang chạy trên đường ray, kéo theo 4 toa tàu chất đầy những món quà năm mới dành cho các em nhỏ. Toa tàu thứ nhất chở thú nhồi bông, gồm những chú gương cao cổ, những chú gấu mặt tròn. Toa tàu thứ hai chất đầy búp bê, trong đó có một cô búp bê lớn và một chú hề vui tính. Toa tàu thứ ba chở các đồ chơi như xe ô tô, máy bay. Còn toa tàu thứ tư chứa đầy những món ăn hấp dẫn. Nào là những quả táo đỏ tươi, những quả cam vàng ửng, sữa tươi, kem và đủ loại bánh kẹo. Chiếc đầu máy đang chuyên chở những thứ đó đến cho các cô bé và cậu bé trong thành phố ở phía bên kia dãy núi. Đang chạy, bỗng nhiên chiếc đầu máy bị hỏng. Thế là cả đoàn tàu bị kẹt lại giữa đường. Làm thế nào để mang các món quà đến cho các cô bé và cậu bé ở bên kia dãy núi đây? Đúng lúc đó, ở đường ray bên cạnh, có một đầu máy sáng loáng, mạnh mẽ, kéo theo một đoàn tàu xình xịch chạy tới. Chú hề vui tính, cô búp bê và các con thú đồ chơi đồng loạt kêu gọi nhờ giúp đỡ. Nhưng chiếc đầu máy sáng loáng khinh khỉnh trả lời: "Ta là một đầu máy mới và hiện đại. Ta kéo theo một đoàn tàu sang trọng. Ta không thể kéo các toa tàu cũ kỹ của các người được." Nói rồi chiếc đầu máy lại kéo đoàn tàu đó chạy tiếp. Cô búp bê và các con thú nhồi bông đều rất buồn bã. Bỗng chú hề reo lên: "À, có một đoàn tàu khác đang tới kìa." Chú hề vẫy cờ hiệu cho đoàn tàu dừng lại. Chiếc đầu máy nói: "Tôi đang rất vội nên không có thời gian để giúp bạn đâu." Nói rồi chiếc đầu máy lại vội vã kéo đoàn tàu lăn bánh. Một lát sau, lại có một chiếc đầu máy khác từ từ đi tới. Chiếc đầu máy đó dừng lại và trả lời một cách mệt nhọc: "Tôi đã làm việc bao nhiêu năm qua, tôi đã mệt mỏi quá rồi. Tôi không thể kéo được các toa tàu qua núi được đâu. Không thể được." Các đồ chơi đang hết sức thất vọng thì bỗng có một chiếc đầu máy xe lửa nhỏ màu xanh đang từ từ đi tới. Chú hề nói với chiếc đầu máy xe lửa nhỏ màu xanh: "Đầu máy của chúng tôi đã bị hỏng, trong khi các bạn nhỏ ở bên kia ngọn núi đang mong chờ chúng tôi. Bạn hãy kéo các toa tàu chở đồ chơi giúp chúng tôi nhé." Chiếc đầu máy nhỏ lưỡng lự: "Tôi chưa bao giờ đi qua ngọn núi này, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các bạn." Chiếc đầu máy nhỏ màu xanh tự nối mình vào các toa tàu rồi gắng sức kéo. Các toa tàu chuyển động chậm chậm rồi nhanh dần. Đoàn tàu leo lên đỉnh núi và xuống dốc. Họ vượt qua thung lũng và đã nhìn thấy thành phố ở đằng xa. Cô búp bê, chú hề vui tính và các thú nhồi bông cùng nói: "Cảm ơn bạn đầu máy nhỏ tốt bụng." "Cảm ơn bạn." "Nhờ có bạn, chúng tôi đã đến được với các cô bé, cậu bé trong thành phố rồi." Chiếc đầu máy nhỏ màu xanh mỉm cười. Nó rất vui sướng vì đây là lần đầu tiên nó vượt qua được dãy núi. Và hơn thế nữa, nó đã làm một việc tốt giúp ích cho mọi người. Chúng ta hãy giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, giống như chiếc đầu máy xe lửa nhỏ này vậy. Vì đây là việc tốt mà, phải nên làm, phải không các bạn?